Bài đọc 2. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường chối vượt hơn cả. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la mẹn mẹn, chúng trẻ sang sẵn. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí hiểm, mọi lẽ cao siêu,